Xin chào tất cả các bạn, Hoàng Yến lại trở lại cùng với Beauty Review. Và ngày hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và review một loại son mới nhất của Hàn Quốc nhé. Và đây là dòng son mà Yến muốn nói đến ngày hôm nay. Dòng son tên là Venti của Hàn Quốc. Và đây là một dòng son lì. Với dòng son này thì Yến thấy khá là đẹp. Và chúng ta cùng nhau xem về mẫu mã của nó nhé. Wow, một hộp son rất là đặc biệt và khá là sang trọng. Vừa có thể làm quà khá là đẹp nè, sang trọng nè. Và ba cái son của nó là ba màu khá là ứng dụng, màu cam, màu đỏ và màu hồng da, là ba màu mà chúng ta hoàn toàn gần như có thể dùng từ văn phòng, từ đi chơi đến cả đi tiệc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi rõ hơn vào sản phẩm nhé. Ngoài ba màu son chính thì hiện tại là Yến đang có 5 màu son khá là đẹp. Đầu tiên là màu Romantic, màu Passion, Forever, màu Fall in Love, cuối cùng là màu Loving You. Đây là 5 màu mà Yến thấy là khá là đẹp. Ngoài ra ba màu hồi nãy trong cái hộp là ba màu rất là đặc biệt nữa. Chúng ta sẽ review từng màu ngay bây giờ nhé. Ok, như là Yến cũng sắp xếp ở đây mấy mọi người cùng xem khá là rõ. Và bây giờ chúng ta sẽ đừng review từng màu son một nhé. Như các bạn cũng đã biết thì thường thường Hoàng Yến rất là hay đánh son. Và tất cả các loại dòng son mà son nào đẹp là Yến cũng sẽ mua hết và Yến cũng sẽ thử hết. Bởi vì đối với Yến, một người phụ nữ sẽ có một bờ môi đẹp. Và chính bờ môi đẹp sẽ thu hút tất cả cái nhìn của các chàng trai khác, cũng như là thu hút người đối diện của mình. Làm sao để mà họ có ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn vào màu son của mình. Đầu tiên thì tất cả mọi lần mà Yến review son thì Yến sẽ luôn bắt đầu bằng một lớp base. Chính lớp base này sẽ làm cho màu son của bạn được bền màu hơn, giữ lâu hơn và không bị lem, bị trôi. Khi các bạn chẳng hạn như ăn uống nè, thì cái màu son của mình sẽ không bị lem quá nhiều và mình không còn mất công phải dặm lại quá nhiều lần. Chúng ta sử dụng kem nền cũng được, phủ vào cái đôi môi của mình nha. Chúng ta phủ đến khi mà cái màu son đó, nó mờ với màu da của mình. Đấy, như vậy là bạn đã có một lớp nền son hoàn hảo. Các bạn nhớ nhé, đây là một cái bí kíp của Yến mà Yến nghĩ là nó rất là ok đó. Các bạn cũng nên sử dụng theo giống như Yến, bởi vì khi vậy thì màu son của bạn không phải lem, không phải trôi mà các bạn không phải lo. Nhất là những bạn mà đi ra ngoài đường một ngày dài nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử màu màu cam da trước đi ha. Ok, có cái gương ở đây nè, dễ hơn. Màu này có tên là màu Think of Him. Đây là màu số 01, Think of Him nha. Wow, cái tên nghe là cũng thấy sweet rồi đó. Cái cảm giác rất là mượt môi, như dàn nhung gì đó. Nó rất là mềm và rất là lướt nha. Khác hẳn với hồi nãy chưa đánh son đúng không? Okay. Đây là màu mà ý nghĩa là mình sẽ có một cái tên gọi là một cam đất chứ không hẳn là cam. Và khá là đẹp, phù hợp với những bạn mà cái tính mạnh một tí xíu. Và đặc biệt á, Yến thấy cây son này nó hay ở một chỗ là nhìn á, không có đoán là cây son. Mới đầu mình nhìn mình lại nghĩ đây là một cây sơn móng tay, mà không ngờ là cây son. Và ý nghĩ là cái sản phẩm này rất là phù hợp với những bạn trai mà đang suy nghĩ không biết mua quà gì cho bạn gái của mình. Đây là một sản phẩm rất là phù hợp đó, Venti. Mình khi mình đánh lên môi á, thì mình chỉ đợi một tí xíu thôi là môi có thể khô lại và màu son sẽ định hình ngay sau đó. Bởi vì là hôm nay là review son cho nên là sau mỗi màu son Yến sẽ tẩy trang để mọi người có thể nhìn thấy được cái màu son thật nhất nha. Chuẩn bị sẵn. Ok, tẩy trang xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màu son thứ hai. Thì Yến sẽ chọn màu này. Màu này khá là đẹp và cơ bộ sẽ là một màu khá là hot đây. Màu này có tên là Lovesick. Wow, bệnh luôn á, đẹp cũng bệnh luôn. Bắt đầu nha. Thì màu này thì Yến nghĩ là Yến gọi đây là màu hồng da. Và màu này thì khá là ưa chuộng với những bạn chúng ta sẽ đi ngoài đường nè. Đi một cách bình thường chẳng hạn, đi siêu thị cũng được, đi đâu cũng được, bất cứ ra đường. Nhưng mà phụ nữ thì bất cứ mỗi lần bạn ra đường, bạn nên đánh son nha. Bởi vì điều đó sẽ làm tăng lên sự gợi cảm của bạn. Cái son này đẹp. Bắt đầu nha. Ôi, mới đánh lên có một chút xíu mà ưng quá nè. Đẹp quá. Wow, mình thích cái màu son này quá luôn á.
Lovesick nha, chắc là phải mua vài cây để bây dành vừa tặng nè, vừa xài nè, bởi vì xài xong rất là hao, rất là nhanh. Và chính vì xài hao nhanh nên mình phải mua nhiều, lỡ hết hàng thì sao? Đi lại gần hơn cho mọi người xem nhá. À, màu xanh này khá là đẹp, thích lắm luôn á, người yêu quá, so cute. À, màu son lipstick này quả sự rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với màu tiếp theo. Bởi vì đây là màu hồng cho nên là Yến vừa lựa cái màu hồng lạc nhất, cho nên là bây giờ chúng ta thử những cái màu tông hồng đậm hơn. Bởi vì đối với son kem thì cái độ phủ của son kem rất là cao, và chính vì vậy chúng ta không cần phải lo khi mà chúng ta mix những màu với nhau nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Chẳng hạn như các bạn mix hai tông màu hoàn toàn trái ngược với nhau, ví dụ như màu da và màu đỏ đi, thì nó sẽ pha trộn lại. Nhưng với những tông màu hồng mà theo level á, màu hồng đậm hơn, thì nó sẽ hoàn toàn là 100% nó sẽ nhìn theo cái tông màu đậm hơn, và nó không bị mix bởi những màu quá nhiều, không bị trộn lẫn màu với nhau. Đây là màu Forever. Hồi nãy là Lovesick thì bây giờ là Forever nha. Wow, Lovesick Forever. It's a good couple. Xinh quá. Quá xinh luôn. Thường thì Yến đánh son, Yến sẽ hơi ăn gian vào cái khu môi của mình một tí xíu. Bởi vì môi của mình nó không phải là môi dày, cho nên là mình sẽ ăn gian qua cái viền môi một tí cho nó đẹp hơn. Wow, quá xinh luôn. Màu này màu Forever nha. Màu lên, cái màu lên đúng là rất là đẹp và giống với cái màu của son chúng ta nhìn ở ngoài. Mọi người thấy sao nè, quả là không có sai khi mà mình rất là yêu thích son, và tất cả các loại son Yến đều thích và mua luôn, thử tất cả loại son khác nhau xem như thế nào. Và loại son thì Yến nghĩ là rất phù hợp với những bạn mà bạn gái có nữ tính nè, năng động nè, và thích sử dụng những loại son mà của Hàn Quốc, bởi vì Hàn Quốc thường chúng ta hay có những cái chất dưỡng trong rất là nhiều. Thích quá à, nãy giờ ngồi ngắm cái màu này hòa thích luôn á. Cái màu Lovesick hồi nãy thì đã rất là đẹp rồi, và màu này thì nó hồng hơn một chút xíu, nó tạo cho cảm giác nó ngọt ngào hơn và nữ tính hơn, quyến rũ hơn. Các bạn phù hợp với các bạn đi ăn tiệc trưa cũng hợp, buổi tối cũng hợp, tiệc sinh nhật, yes, quá tuyệt nè. Và nhất là chẳng hạn đi ăn tiệc với những bạn gái khác, chúng ta muốn có sự đặc biệt hơn, chúng ta nên sử dụng những màu son này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thử màu tiếp theo, đó chính là màu Romantic nhé. Romantic, màu số 6. Và bởi vì hồi nãy giờ chúng ta đã đè hai lần môi rồi, cho nên lần này Yến sẽ tẩy trang để đánh lại một lần nữa. Thường những clip review của Yến được mọi người rất là thích, bởi vì Yến luôn luôn làm những gì, cái gì cũng phải có tâm hết. Ngay cái việc review son cũng vậy nữa, mình cũng phải làm từ đầu đến cuối mọi công đoạn cho nên nó nhìn nó thật hơn, và các bạn cũng thấy dễ hình dung hơn cái lượng son của mình khi mà màu son nó lên như thế nào và chùi ra lại như thế nào. Thử nha. Cứ như cái son móng tay quá nè. Màu hồng đây. Màu đậm hơn thấy không? Mọi người gọi là màu hồng cánh sen á. Màu này đúng là romantic, lãng mạn. Các bạn thấy màu son này như thế nào? Lại gần hơn nè. Thì nếu là Yến thì màu này thường Yến sẽ sử dụng khi mà mình đi tiệc, party nào ban đêm, mang tính chất nó hơi fancy một tí xíu, sang trọng một tí xíu, và chẳng hạn có crush đi thì càng tốt, bởi vì màu này thì rất dễ đốn tim crush đó. Wow, cái màu hồng cánh sen này quả thật rất là đẹp luôn á, và nhìn rất là lãng mạn đúng với cái tên của nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một màu khác nữa nhé. Màu này cũng khá là đẹp, màu hồng. Và có lẽ là bộ sưu tập son này rất là nhiều màu hồng, thực sự rất là hợp với những nàng nữ tính và hơi vánh vèo một tí xíu. Có sao đâu, nữ tính thì bạn trai yêu thôi. Bây giờ mình sẽ thử màu son mới tiếp theo, đó chính là màu Falling in Love. Falling in Love, yeah. Ai mà đang có crush thì cứ đánh màu này vô là crush Falling in Love luôn.
Cảm giác cô đánh cái cọ này rất là dễ đánh. Nó giống như nó đi theo cái viền môi của mình vậy đó. Mình đánh tự nhiên nó automatic đi theo cái viền môi mình luôn, rất là dễ. Mọi người thấy màu sau này như thế nào? Wow, nãy giờ thì chúng ta đã đến với các màu. Đầu tiên là Think a Film số 1 nè. Màu tiếp theo là màu cũng rất là thích, là màu số 2, Love Sick, màu hồng da nè. Màu thứ 3 cũng khá là đẹp, đó chính là màu Forever số 8. Tiếp theo là màu Romantic, là màu hồng cánh sen khi nãy, màu số 6 nhé. Và màu mới vừa rồi chúng ta vừa đánh đó chính là màu Fall in Love số 3. Và bây giờ còn 3 màu nữa, thì 3 màu này Yến sẽ làm một lần. Có nghĩa là Yến sẽ đánh trên môi từng màu một. Tại vì sao Yến làm như vậy? Tại vì ba màu này là ba tông màu đỏ. Và chính vì tông màu đỏ mà chúng ta để nhìn được cái sự khác biệt của mỗi màu đỏ. Thì khi mà mỗi lần Yến chùi ra thì các bạn sẽ không thể nào so sánh được cái màu wow, màu này lần này nó lên nó khác như thế nào màu kia. Tại vì mình chùi ra mình đánh nền lại thì cái màu mình không có so sánh được. Cho nên là lần này Yến sẽ đánh ba màu cùng lúc theo tông từ đậm, từ nhạt tới đậm. Cho các bạn dễ hình dung nhé. Và màu đầu tiên Yến sẽ sử dụng là màu số 5, Passion, đam mê. Màu này có hơi ánh cam một tí xíu, đỏ cam. Wow, luminous. Màu đen suốt đen, mọi người nhìn kỹ hơn nha. Thái tóc mình cho sexy nè. Love is changing all my life tonight.
Và các bạn thấy sao với dòng sản phẩm 8 cây son ngày hôm nay? Theo ý nghĩa thấy rất là tuyệt vời, bởi vì những màu son rất là dễ đánh, dễ dùng và dùng trong tất cả mọi trường hợp đều được. Các bạn có thể đi tiệc nè, đi ăn sinh nhật nè, đi văn phòng, đi làm cũng được. Và các bạn ngay cả các bạn đi tiệc tối, tiệc đêm, những cái tiệc fancy cũng được. Các bạn đừng ngại khi đặt câu hỏi về cách đánh son cho Yến nhé. Chẳng hạn như là môi của mình trông dày quá, làm sao để mỏng hơn. Hoặc là ngược lại, môi của mình mỏng quá, làm sao đánh dày hơn như Hoàng Yến vậy đó. Thì các bạn đừng ngần ngại, Yến sẽ có thời gian sẽ trả lời hết tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng review một lần nữa tới 8 màu son nhé. Và đây là 8 màu son mà khi nãy Yến vừa mới dùng. Think of him. Love sick. Yeah, love sick đúng rồi. Forever. Romantic. Fall in love. Patient. Loving you. Và cuối cùng, dance with me. Các bạn ơi, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Yến để có thêm nhiều video hấp dẫn và hay hơn nhé. Các bạn nhớ theo dõi Yến nha. Bye bye. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.